khi cái khủng á nên là lồng ngực thì căng phồng lên rồi đó, đó thì lúc đó các anh chị sẽ không còn làm được ở cái vị trí bình thường nữa mà mình sẽ xoay trở tí xíu, tại lúc đó mấy ca cái khủng lực của thẳng là khủng đầy phí lên không thấy gì được, rồi lúc đó nó đẩy đâu là xuống cái tim nó vô trong cái phòng xuống thì lúc đó tưởng các anh chị khó khảo sát vùng ngực mà sẽ đi vùng bụng đi lên, đi vùng mũi kiếm xương tức đi lên. Do đó đây là trong cái bài hôm nay là hướng dẫn cái kỹ thuật là cho cái chuẩn và đa số bệnh nhân, còn về những cái trường hợp riêng lẻ thì lúc đó lên đó các anh chị sẽ thấy là các bác sĩ là họ làm họ sẽ dò cái từ từ thấy ở từ cái góc và cái cách dò đó là cái tháng cuối cùng, bởi vì cái đó là kỹ thuật cao được đến tháng cuối cùng và yêu cầu các anh chị là cho những trường hợp khó nắp tháng đầu á là mục tiêu của bữa chúng ta đã nói rồi, nhưng cái tháng cuối cùng cho những trường hợp khó ví dụ như là bệnh phổi mãn hay là những bệnh nhân khó thở không đi nằm phải siêu âm đi thấy ngồi thì phải làm sao, hay những bệnh nhân mà đã cuối tuần thì phải siêu âm ra làm sao, thì tất cả những bệnh nhân mà mập quá thì cũng phải siêu âm ở những vị trí nào, thì và cái cách mà dò thấy cái lợi gì thì phải biết xoay làm sao để tạo ra cái lợi, thì cái đó là yêu cầu của cái tháng cuối cùng. Tại vì hôm nay bắt đầu các thầy cô chỉ cho các anh chị thi để thực hành trên những ca mẫu trên những cái gọi là cái tim mẫu luôn á, thành rất là chuẩn. Khi thi thì các anh chị cũng nên lựa vậy, tức là gọi là sao nhìn nhìn cái mọi người đang đầu ca này được thì đó thi, chứ còn không á là lên mà làm không được là đủ mất tinh thần rồi. Chỉ như các chị có thể xin sang cái ca số 2 nhưng mà dù sao nó cũng đã ảnh hưởng tâm lý của một người. Về tư thế thì các anh biết rồi ha, những cái mặt cắt mà mình sẽ cần lưu ý á, đây lưu ý thêm là có những cái kiểu luôn luôn là hai bên trước, đầu tiên luôn luôn là làm cả hai bên, tức là coi thành nắm cử động vận động trước cứ tính ở là sao đây em hôm trước anh có nhắc em mời để chị anh sau đó các chị mới bắt đầu đo nè, coi hình trước rồi mới đo lại, sau đó mới coi dòng máu chạy như thế nào là coi trên lớp lơ lớp lơ màu, rồi sau đó mới làm cái lớp lưng xuôi liên tục. Như vậy nhớ là khi đây là siêu âm tim lớp lơ thì không phải nào vô làm lớp lơ, mà muốn lớp lơ được rõ là các chị phải làm cái hai đề đứng trước, do đó đây là cái bước cân bản đầu tiên. Do đó hôm nay này người ta hay là siêu tim thì mặc định là phải qua hết các bước này, còn các anh chị ghi lại mà đề siêu âm tim lớp lơ là người ta sẽ cười mình đó, siêu âm mặt nói lớp lơ thì được, mà siêu âm tim để lớp lơ không người ta sẽ cười, tại vì muốn làm lớp lơ được phải qua những cái bước ở trên này là căn bản là bước hai đề trước, còn mà lớp lơ thì phải mau trước để mình thấy dòng máu nó chạy ra sao thì mình đang xem trước cho đó thì mình đo cái này nó mới đúng. Do đó khi xoay lớp lơ thì phải thả hàm vô dòng máu chạy bên phải thì mình để cái thước này vô xuống phải, dòng máu chạy sang trái thì để đường trái, chứ còn không thì không thể nào để cái thước này đo theo đâu được hết. Và cái mặt cắt đầu tiên đó là mặt cắt cận ức, luôn luôn các chị để mặt cái sườn ba và cái sườn ức, và như vậy thì không có làm nhòi hết, bệnh nhân đã nằm nghiêng như đâu rồi mình sẽ không thấy cái sườn sườn số ba quanh sườn ba không đâu, nhưng mà các chị đã nhắm rồi làm theo cái thảo quen mắt nhìn lên màn hình nhưng mà tay mình phải để bật vô đúng cái màn hình bệnh nhân chỗ đó là hai bên sườn ba không có dòi không nhìn lên nhìn xuống quanh lại gì hết, tại vì ở mấy cái khe cái sườn á các chị nhìn qua nhìn lại là mặt cống cái sườn sườn rất là đau rất là khó chịu. Và mặt cắt cận ức này nó sẽ có hai trục dọc và ngang, tiếp theo là mặt rồi tới là bờ trái xương ức sau các chị xuống móng tim, móng tim ở đây như vậy chắc các chị sẽ bổ sung dịch ra thêm là 2 buồn, 3 buồn, 4 buồn, 5 buồn, móng tim là lấy tới 4 mặt cắt rồi, 2 buồn tim là 3 buồn tim, 4 buồn tim, 5 buồn tim, ở móng tim là lấy rất nhiều buồn tim móng. Sau đó lên dưới mũi ức tức là vùng thượng vị á thì giống bên đây cũng trục dọc trục ngang, rồi mới lên trên hõm ức là cũng hai cái trục dọc trục ngang. Như vậy các chị thấy có bốn mặt cắt tất cả, cái nào căn bản cũng phải có trục dọc trục ngang, riêng vùng hõm là tới bốn vùng tim, nó không phải trục dọc trục ngang để mà là coi tất cả những vùng tim. Tại sao cái mặt cắt trên hõm ức để dưới cùng, tại vì khi đây bệnh nhân nằm nghiêng sang cái mõm và nằm ngửa, ở đây cũng là nằm ngửa ở dưới mũi ức qua thượng vị mà cũng nằm ngửa, nhưng trên mõm ức nè là nằm ngửa trên cái cổ nè, thì lúc đó các chị đi cho bệnh nhân ngồi dậy rồi kê gối dưới vai nằm ngửa ra hết ức, tức là có sự thai đổ tương thế kiểu ngồi dậy, thành ra cái đó là lên bể cuối cùng. Và nếu chạy các chị thấy hầu như bác sĩ không làm cái tăng này ngoại trừ một số tình huống đặc biệt,
cho mỗi ca. Nhưng mà lúc bạn không có đâu, nó mang cái tay lên trên, nó không có thời gian mà cũng để tiết kiệm nữa. Khi mà nghiêng vào bên đây, cái bệnh nhân có thể gối tay cái đầu được hay là để tay xuôi lên trên cái trên đầu cũng được. Các anh chị thấy ở đây họ còn có gắn các điện cực ở tim, nhưng mà để mà đo cùng lúc, khi mà gắn điện cực như này nè, có thể là gắn phía trước ngực hay là gắn ở điện cực chi. Mục đích trên này ấy, thường ở cái cực dưới của cái màn hình đó, nó sẽ nhảy cái dây điện tâm đồ, để khi mà mình nhìn cái hình mình ứng với cái dây điện tâm đồ, mình biết dây điện tâm khu tâm trương, tâm khu là trên đỉnh của GRS. Nhưng thực tế dưới trại cũng không dùng tới cái này, tại vì các bác sĩ thì quen rồi, nhìn cái này nó to mớt đóng mở nhìn ra sao hay là biết cái tâm khu tâm trương. Vậy trong những trường hợp nào mà ví dụ là các số nào đang phải nghiên cứu khoa học, làm luận án, làm luận văn, thì lúc đó nó phải kiểm lưỡng mấy này. Chứ còn thực tế các cái này nó lại tốn thêm thời gian. Cái đầu dò thì hôm bữa ta có nói cho anh chị rồi ha, cái đầu dò này đó là loại hình vuông nha, và các anh chị thấy thường các bác sĩ khi cầm lên xoay qua xoay lại giờ đầu dò hay ngó thì tìm cái gì có nó sẽ có cái gờ này không, cái gờ này không gọi là cái mắt cơ, đấy là cái gờ chỉ điểm, hoặc có thể là một cái nút tròn ở đây, hoặc có thể nó là một cái bóng đèn. Mỗi máy các anh chị mua cơ quan của mình có thể nó sẽ khác nhau hết, nhưng trên màn hình hoặc là cái nút răng, hoặc là cái chấm đèn, hoặc là cái gờ lên, hoặc là cái bạc gì đó, để mình biết cái móc đó là bên phải hay là bên trái. Thì chuẩn của mình là luôn luôn các bạn phải nhìn tìm cái gờ này khi cầm tới cái đầu dò, người ta gọi là gờ chỉ điểm. Thử với lại nghe các bác sĩ thì gọi là mắt cơ, móc cơ luôn đấy. Và những cái cửa sổ siêu âm thì các anh chị sẽ thấy bước số 1 là đây, dọc bờ trái xuống ức. Nhưng mà chuẩn cái thì cùng vô mang lên xuống 3. Mà sở dĩ thế này thì người ta phải ép cái mặt khác này nó quanh tròn đây lên. Mình đã theo nói là vì nó sẽ thay đổi tùy theo bệnh nhân. Bệnh nhân là ốm hay là tim to hay là bệnh phổi gì đó, thành ra có khi linh động là cũng xịt xuống đây, xịt xuống đây, xịt xuống đây mới thấy được. Do đó nó là một vùng rộng lớn, nhưng chủ lực của nó sẽ là cho mang lên xuống 3 bên trái xương ức. Có những trường hợp các bạn dễ thấy để đầu gặp cái lắm nhiều xương ức đi xíu, hay là xịt xa xương ức chút xíu mới thấy. Cái bước số 2, đây vùng mỏng tim. Cái bước số 3, dưới mũi chiếm xương ức, đây cái gờ mũi chiếm xương ức. Và bước thứ 4, đây là cuối cùng trên mỏng ức. Và đây cũng là một cách minh họa lại những cái mặt cắt, các anh chị thấy họ ứng với lại cái phần xương của bệnh nhân. Và như vậy thì bây giờ cái số 1 để hai tay phân được xương ba bờ trái xương ức, hồi nãy em nói các anh chị là có mấy trục, hai trục, và đây là trục dọc. Chụp dọc cái hình này không biết là hôm nay đã được bộ nhớ chưa, tại vì hôm nào trên cái hình này á, nó rất là căn bản, các chị phải nhận diện được ba tầng này, tầng thứ nhất bên phải, tầng thứ hai động mạch chủ và tầng thứ ba nhĩ trái. Còn phía bên đây á, cái chỗ to nhất trong này nè là thấp trái, và thấp trái nó cắt với thấp phải bởi cái gì nha các chị? Thấp liên thấp. Và đây là một cái hình chuẩn mà là luôn luôn các bước làm xương tim đầu tiên vô phải lấy cái mặt cắt này và phải lấy ra được cái hình này là mặt cắt cận ức trục dọc. Và luôn luôn khi mô tả lên là các anh chị phải nói đẹp, tại vì khi thi á rất là cô luôn thì hay đưa ra đọc về cái hình này, bước thứ nhất các chị phải nói về mặt cắt nào và trục nào, rồi bước thứ hai mới là thấy những cái gì bất thường. Còn mình không mô tả mặt cắt hay là trục thì người ta sẽ không hình dung được. Trong này các anh chị lưu ý ha, chủ thường là sắp xỉ cái nhĩ trái, A, B là đầu, biết là ba mà chủ thường kích thước sắp xỉ cái nhĩ trái, cái đó là bình thường. Cái thứ hai là thấp phải này thường khoảng 1/3 của thấp trái, đó là bình thường. Tức là vừa đưa cái tay cho mặt mình không cần đo gì hết, chỉ nói gì thôi là mình biết à cái bụng tim nó lớn hay không rồi. Thấp phải thường là kích thước bằng 1/3 thấp trái, ngoại trừ là trẻ em thì nó có thể là bằng. Nhìn trên cái màn hình là cái hai bên này kích thước bằng nhau, tức là biết có cái gì đó là cái tim phản nó lớn lên. Ngoài ra đó, cái góc nhĩ khớp nè, các anh chị thấy góc trái buông ra đây, còn bên đây buông ra đây, tức là góc trái nó sẽ buông theo cái hình dạng. Khi mà cái góc nhĩ khớp này bị thẳng hoặc là bỏ xuống thì trường hợp lại thì các chị tập trung về giáo viên thầm sao góc trái vậy, thả góc nhĩ khớp vậy, tức là góc trái nó luôn luôn phải là một khối tròn. Tự nhiên giờ thấy các chuyên thức là nó thẳng hoặc là nó quẳng xuống theo chữ C thì là có cái gì đó nó làm tăng áp lực trong thất phải, nó phải ép cho đó chuyên thức xuống.
chị thấy được cái mặt cắt chập cảnh ức rồi, xoay đầu dò 90 độ và xoay thật nhanh. Các anh chị giữ nguyên cái vị trí vậy ha, xoay liền cái độ. Các anh chị mà dò dẫm dò dẫm, càng dò dẫm nó sẽ càng nghi là cái đầu dò. Xoay một cái rực, không có mặt đường gì lên trên, 90 độ so với cái mặt cắt lúc nãy thì nó mới ra hơn. Các anh chị nào càng giác tay càng dò dẫm thì chắc chắn được nó sẽ đỏ và không thấy được. Tới bước tiếp theo C, đây là mặt cắt ở chiếu từ những mỏm tim này lên. Các anh chị thấy cái đầu dò nó chiếu về đâu? Chiếu vào trong xương ức, chiếu về ba cái đầu dò. Thì các chị có nhận diện được không? Bốn vùng tim, nhận diện được bốn vùng tim. Một lần nữa chúng ta cũng so lại ba lá, phải đóng thấp hơn ba tay lá. Đây ba tay lá như thế này này, ngay vùng của ba tay lá đây, vùng quanh ba lá đóng thấp hơn, thấp hơn gọi là về phía mỏm tim hơn. Và thất cái cũng phải lớn hơn thất phải. Cái lưu ý nữa sao? Thất cái một phần phía xương trong đây, phía xương đây, nên hai cái phần ức ngược này vậy. Giống như cái trên thể đã nói đây, nếu cái bát tim thấp này mà nó vẫn lại thì điều ngược lại chứng tỏ là tăng áp thất phải, đẩy về bát tim thấp quá, và tăng áp thất phải chứng tỏ lại là tăng áp ở phía trên phổi. Trong mặt cắt này các anh chị sẽ khảo sát được có một cái khuyết như đây, một khuyết đây, khuyết như này là cái nhánh gì để đổ vô nhiệt trái, mạch máu nào đổ vô nhiệt trái nha các anh chị. Còn nhớ gì vậy nhà phổi? Tĩnh mạch phổi. Mà các này các chị sẽ thấy có những cái chỗ khuyết, đây là mấy nhánh, bốn nhánh từ mạch phổi đổ vô trong nhĩ trái. Sở dĩ sẽ nhắc tới đó là tại vì các chị có một số bệnh lý gọi là rối loạn chức năng thông trương. Bây giờ khi đến với suy tim thì tay trọng kia là tâm sức tâm hóa giảm, hay tâm sức tâm hóa không còn, suy tim tâm khô hay suy tim tâm trương. Mà nói tới tâm trương là bắt buộc các chị phải đo tới cái tĩnh mạch phổi nha. Mà các chủ yếu để khảo sát tình áp lực trên sọ phổi là mặt cắt tại họ. Sau đó các chị thấy để đầu dò ở đây là có khí xương ức và hướng đầu dò về vai trái. Nếu đầu dò hỏng thì chiếu vào trong xương ức, còn đầu dò dưới mũi ức thì chiếu về vai trái, chiếu về đến hướng vai trái. Và các anh chị sẽ thấy chỗ này là hình dung được nhận diện không ha? Kế bên cái tim đây là gan và một tim đây, tức là vị trí từ mỏm tay bây giờ đã ăn xé rồi đây. Do mình chiếu về vai trái, thật ra thấy cái trục của tim nó cũng sẽ hướng về vai trái. Và các anh chị ở đây người ta, đây là mặt cắt vàng để khảo sát thông tin nhĩ. Tại vì sao này? Đây có tim nhĩ rất là đẹp. Và dòng thông tin nhĩ là máu từ nhĩ trái qua nhĩ phải, nó sẽ theo một cái đường thẳng như vậy. Mà dòng máu sẹt sẹt đủ mặt nhĩ qua giờ này, cái này rất là rõ. Các chị luôn sẽ bị hỏi mặt cắt vàng để kiểm soát bệnh này những khi bệnh nhỏ. Thì không cần học nhiều là gọi là vàng này, nhớ cái nào con cái. Đây là mặt cắt vàng dẫn đến thông tin nhĩ, là mặt cắt dưới mũi ức trung, ở đây là trung nhọc. Bên đây á, cái bụng của năm mùa là phía sau. Bây giờ chúng ta đi sâu hơn về cái mặt cắt dẫn đến trung nhọc. Các anh chị thấy cái mắt cơ là cái gòn xanh này. Do đó khi cầm đầu dò lên ở mặt cắt này, các anh chị để mắt cơ về hướng 10 giờ, 10 tới 11 giờ tùy theo từng bệnh nhân ha. Luôn luôn đầu tiên là làm sao cầm cái đầu dò lên là thì cái mắt cơ đâu hướng về 10 giờ cho tới 11 giờ là đây bờ trái của xương ức. Sau đó các anh chị thấy giờ mắt cơ làm sao không? Đây là quan sát trục dọc rồi sang trục ngang là các anh chị thấy mắt cơ xoay xuống 1 giờ, tức là xoay về 90 độ để từ hướng 10 giờ này sang đến hướng 1 giờ là xoay 90 độ và cắt trục ngang. Nhưng mà người ta sẽ dùng tới kép mà cắt cảnh trục ngang. Trục dọc á, thì cũng có một thôi, nhưng mà trục ngang á, nó sẽ có 3 bước. Từ đây cho tới đây các chị thấy có gì khác? Nghiêng xuống hơn. Ở đây thì đứng hơn, còn ở đây hơi chết xuống hơn. Và rồi tới tiếp theo nữa là tại vì nó sẽ có ngang, nhưng mà ngang nhiều bước lắm. Ví dụ như đây là cái tim, các chị muốn cắt ngang đây phần mỡ, cắt ngang đây phần van hay lá, cắt ngang đây phần van mạch chủ. Do đó tùy cái độ mà các anh chị để đầu dò thẳng lên thành đường dài hay là nghiêng chút thì cái độ ngang nó khác rồi. Nghiêng chút vậy tới là thiếu xuống tới cái mỡ, rồi đứng lên tí xíu thì coi lên tới phần hàng, đứng lên tí xíu thì coi tới cái phần cao hơn. Do đó để các anh chị hiểu là tại sao cắt ngang phải có nhiều mức, nó có
suy nghĩ gì nữa. Chỉ bước đầu tiên mới là để hướng về 1 giờ. Sau đó xoay thật nhanh 90 độ để nó quay về hướng 1 giờ và tất cả mặt cắt cùng mở. Rồi mặt cắt xuống dưới của nước, dưới bụng như nè. Cái nào cũng quay về hướng 1 giờ hết. Không cần thay đổi nữa quá. Tại vì các chị mà không để thế này, thường có thật các chị lúc tú quên xoay. Để đây các chị sẽ đọc nhầm đảo lộn phụ tạng. Tim rồi bên phải sẽ trở thành bên trái. Các chị hướng cái đầu giò về vai bên trái. Sau đó tới mặt cắt trên hông ức. Tới đây thì các chị đã thấy tròn mắt cơ đây. Nhờ thực tế dưới trải thì thường các chị, các bác sĩ vẫn để cái mắt cơ về hướng ở phía bên đây luôn cho nó dễ khảo sát. Ở đây một lần nữa ở bên quả mà các vị trí đặt đầu giò các anh chị thêm ở dưới dài dài rồi nhận diện rồi mặt cắt nào. Tức là bây giờ đưa cái hình vô coi là mình biết là người ta đang để đầu vào mặt cắt nào. Thì các anh chị đây tại ngọn mà chỉ có 4 buồn. Và nãy ra nói tại ngọn có 4 buồn, 5 buồn, 2 buồn, 3 buồn không? Chuẩn là lấy ra 4 buồn trước. Tùy lúc nó sẽ xoay trở sang để 5 buồn. 5 buồn tức là chỗ này nè. Và nó nằm xuống sẽ thấy có một cái đường dài ra là cái động mạch chủ. Còn đây là 4 buồn. Và còn ở mặt cắt này theo các anh chị Thank you.
Rồi sau đó mình sẽ làm tới cái khoảng cách nào, theo các chị các bước tiếp theo là khoảng cách màu nào? Màu nào? Vàng. Đúng. Sau đó xoay đường kính 90 độ để lấy khoảng cách màu vàng và khoảng cách ngang. Bước còn lại mới là từ dưới mỏm này chiếu lên để mà các chị thấy màu xanh lá cây. Như vậy bây giờ quan tâm điều tra cái màu vàng. Màu vàng ở đây họ đang cắt cao lên này. Sau đó màu vàng các chị nghiêng nghiêng xuống, các chị cắt khúc này, nghiêng nghiêng xuống cũng cắt cái này. Do đó cái màu vàng cái miếng chậm này các chị thấy nó cắt 3 tầng, nó sẽ tới 3 tầng. Riêng cái mặt cắt ngang cạnh đất màu vàng từ thấy ở trên tới tầng ban mặt chủ, xuống tới tầng ban hai lá và xuống tới tầng một trên, đó là 3 tầng của mặt cắt ngang. Trở lại với cái trục dọc cạnh đất thì đây các anh chị cái hình này thường buổi sáng đã quen rồi, cái rớt của mình đang chiếu vô hình chẳng quạt và nó ra tên đây AC là RC, lá bằng phải, lá không bằng chỉ trái. Các chị nhớ là con hai lá, lá trước luôn luôn dài hơn lá sau là bình thường. Rồi cái thứ hai nữa là xuống đây nó có những cái cột cơ, những cái thần bao nối lên bao hai lá cũng là bình thường. Nhìn trên cái hình tổng thì các lá thiên thất này các chị không thể nào biết được là giảm nhọn hay vô động đâu. Trên máy đang chạy thì các anh chị sẽ thấy và chính xác nữa là chuyển sang đen. Các anh chị lưu ý là cái ở đây có thấy đồng bọn đi, thấy đồng bọn sắp trái mặt cắt này rất dễ bị sót cái mỏm sắp trái này làm cũng như thế. Do đó trong những cái trường hợp nhồi máu cơ tim mà cái huyết khối vùng mỏm, nhồi máu cơ tim vùng mỏm tim vùng đó đã đờ nó bớt thành ra máu cổ đó tạo thành một huyết khối, mặt cắt này các anh chị sẽ rất dễ sót. Còn mặt cắt vàng như vậy giờ mình chúng ta sẽ thấy được hình vô mặt cắt vàng để tìm cái khối vùng mỏm tim. Mình nhớ là trong những cái lần đời nãy đã tăng mặt cắt của mỏm, còn đây là chắc chắn sẽ sót. Nhưng mặt cắt này các anh chị sẽ thấy một cái huyết khối ở vị trí khác là hình dung đầu huyết khối vị trái là sẽ thấy rất rõ mặt cắt này. Đây là một cách thấy được huyết khối vị trái, thấy được bệnh lý ban mặt chủ và ban hai lá quá đẹp. Đây là mặt cắt chuẩn luôn để có bệnh lý ban mặt chủ và ban hai lá. Đây là hồi gặp chi tiết. Ngoài ra ở phía sau của vị trái thì các anh chị lại có thể thấy có một cái góc tròn, có thể có một cái góc tròn ở phía sau của vị trái thì cái đó là động mạch chủ xuống, động mạch chủ ở lên dâu ở phía sau tim mình cắt ngang cái thành ra có một góc tròn ở phía sau vị trái thì cái đó là bình thường. Ở đây các chị có thấy một cái gờ gì nữa không ạ? Có một cái hố tròn quay nhỏ xíu và người ta sẽ xẻ xuống đây phía sau làm sao vị trái rồi ngay cái chỗ giữa cái vùng thấp và vùng nhĩ có một cái nhỏ xíu, đây thì giữa cái vùng thấp và vùng nhĩ có cái tròn nhỏ xíu thì cái đó là xoang vặn, xoang vặn thì cắt ngang. Các chị hình dung lên cái tim của mình, phần nhĩ trên phần thấp ở dưới thì cái rãnh nhĩ thấp á nó phải xoang thành thẳng thật, nó đi trong đó tĩnh mạch vành đi trong các rãnh cái nheo như vậy và thấp. Bây giờ này chúng tôi có cái nheo là hình dung cho các anh chị rồi, và bây giờ hình dung đây là cái nhĩ như thế là tĩnh mạch thì trong cái nheo nhĩ thấp này sẽ có tĩnh mạch vành đi ngang trong đó. Và khi mà mình cắt như vậy nè các chị, để vậy các chị cắt xuống vậy thành ra các chị sẽ thấy một cái bóng tròn, đó chính là cái xoang vành ở đây, xoang tĩnh mạch vành. Mô tả cái này thì các chị sẽ về trong cái bước nào mà một phần nào mà các chị tự thực hành trên mình thì tự thực hành với nhau đó. Thì một người đọc cái này và một người kia thì vừa làm theo từng bước ở đây các mô tả. Bây giờ tới đọc hai bên thì thấy được như vậy rồi, nhưng mà các chị sẽ thấy cái bước có mấy bước đo nè, bắt đầu thả cái bước vô để đo. Đo thì cái bước thứ nhất các chị thấy đi ngang qua ban mặt chủ. Cái bước thứ hai đây đi ngang qua ban hai lá. Cái bước thứ ba là đi ngang sau ban hai lá. Thì đây ba bước đo. Cái thứ nhất các chị đo ngang qua ban mặt chủ, bước thứ hai các chị đo ngang qua ban hai lá, bước thứ ba là đo sau ban hai lá. Như vậy sau ban hai lá thì nó cắt ngang qua cái gì chỗ này các anh chị? Thừng cơ, các thừng cơ, các thừng cơ. Rồi khi mà đi ngang qua ba mặt chủ thì các anh chị thấy nó đi qua ba vùng để mình đo được cả đâu này, đúng
đi xa ba hai lá mục đích để đo không trắng. Khi đi xa ba hai lá mục đích là chỉ đông bánh trái với một cái cổng rất mắc khe là nhất phải vuông góc. Khi các chị đo mùa nào thì cây thước phải vuông góc với mùa nào sát, đặc biệt là muốn đo có trái lại phải luôn luôn đánh giá chất này trong mùa có trái tốt hay không, hồ sơ thông báo là bao nhiêu, OS còn bao nhiêu, mà yêu cầu khắc khe các chị nhìn vô thấy họ để cây thước không chuẩn, đừng nói tới mấy cái số đo có làm gì cho mất công. Chuẩn là sao? Cây thước này phải vuông góc bắt tiên góc, cái này có vuông chưa? Chưa vuông. Cái thứ hai là cây thước này phải đi ngay sau quan hai lá, xích ra tí xíu nhẹ, xích tí xíu nhẹ, tí xíu nhẹ, sai số rồi. Do đó đây là mình không chuẩn. Do đó khi mà đưa lên một loại năm sáu cái lần rồi mỗi lần bây giờ em chọn sử dụng số đo của lần 1, 2, 3, 4 là đó thì các chị coi cái nào đúng là chuẩn. Chuẩn là phải đi vuông góc của bắt tiên góc và phải đi ngay sau quan hai lá thì nó không cần phải sai số đo đó. Lần một tí thôi là nó sai số rất là nhiều. Và mai mốt anh chị sẽ về nhắc cả các anh chị thử. Các chị để đó thì đo đa số vậy, OS là 50. Lật tí xíu thôi, OS sang thành 55. Là từ cái phần xương tóc máu viết lai nó trở thành là bình thường. Sau đó các chị thắng màu luôn. Hai nơi là coi nó hoạt động đến cả là sa te để là đo được bây giờ thắng màu luôn. Thắng màu vô giống bằng hình chữ này các chị thấy có gì lạ. Thấy cái này mình không biết là từ góc trái vô máu hay là mặt chủ, hay là từ động mặt chủ ở ba cái cào máu vô. Và đây bên cái hình siêu âm. Siêu âm này thì thả của số màu vô, thấy một cái dòng màu xẹp đây. Là sao biết là từ đây ra chủ hay từ chủ ở ba cào vậy? Thì các anh chị lưu ý ha, hôm bữa tao nói rồi, màu xanh là sao mang xa đầu nhỏ, như vậy là từ đây chào vậy. Cái thứ hai là các anh chị luôn luôn quay cái chỗ nào thấp eo nhất là chỗ đó là cái nguồn gốc của máu, chỗ này thấp eo nhất, sau khi quay chỗ hẹp đây nó mới buông ra, luôn luôn quay chỗ hẹp nó sẽ buông rộng ra. Do đó mình nhìn vô cái eo ra thì mình biết là cái gọng, như vậy đây là chào về, nhìn vô mình như vậy đây là thở thân chủ. Trong cái mặt cắt này, đây cũng là một trong những mặt cắt khảo sát thông liên thấp. Bây giờ cái bát liên thấp này nó có thể không chỗ này, không chỗ này, không chỗ này, nhiều em bát liên thấp có thể nhiều đúng không? Để các anh chị để màu vô sẽ thấy nó sẽ qua lại chỗ nào đó trong cái bát liên thấp. Giờ tới đây DSC tức là thông liên thấp. Khi người ta hỏi là những mặt cắt nào để tìm thông liên thấp thì đây là một, đó là một câu hỏi phổ biến của thi. Đây là tích lũy từ từ bây giờ cho các chị á, là không biết tới như ngày xưa thì rối quá rồi nên lộn xộn lên rồi. Cũng là các trục dòng cảnh thức. Nhưng mà bây giờ đây ta, mà nãy ta có nói cho chị minh mạng cái này rồi mà chủ xuống. Bây giờ có cái lớp xanh này và cái lớp xanh này nó ngoài tim thì nó thể hiện ra đây nè, một cái trắng và một cái trắng này evoprene, cái đó là tràn dịch màng tim khoảng trống echo. Chữ free là FREE, khoảng trống echo là evoprene, là tràn dịch màng tim. Các chị thấy những cái vùng mà nước ở trong á, đây sẽ phải bên trái các vùng tim là máu là nước là chất lỏng thì nó sẽ luôn luôn trở nên màu đen. Và như thế cái khoảng đen này, cái khoảng đen phía sau này đó là tràn dịch màng tim, nó ôm bọc quanh tim là cái màu xanh. Thì ta thấy nhìn thấy cái màu vàng, màu vàng là sau cái lớp cái nữa thì đây là tràn dịch màng phổi. Các anh chị lưu ý là những cái bệnh tràn dịch màng tim và phổi thì chung với nhau nhiều là lao màng phổi, lao màng tim, rồi ung thư bên phổi thì di căn qua màng tim, do đó nó bị tràn dịch hai bên nhiều lắm. Rồi một số bệnh thể dụng như là hội chứng tiêu hóa cao, suy thận, tràn dịch vào màng phổi và màng tim, hai cái này nó đi chung. Các anh chị sẽ thấy bộ sau cái toàn tim mình khảo sát đây thì sao, nó một dải này, một dải này là gì nữa, vừa tràn dịch màng phổi vừa tràn dịch màng tim. Và một câu hỏi thi rất phổ biến là làm sao biết cái đó là phổi thì tim? Cái dịch màng phổi nó sẽ ngưng ở phía trước của cái động mạch chủ xuống, cái tràn dịch màng phổi nó sẽ kéo dài cho đến chỗ động mạch chủ xuống. Các chị thấy cái hốc tròn này nó đang nhắm cái gì? Nghĩ trái đây, sau đó là cái động mạch chủ xuống, thì cái tràn dịch màng tim nó sẽ ngưng ở phía trước của cái động nhĩ thấp, còn tràn dịch màng phổi nó ôm ra luôn tới cái ngang cho động mạch chủ xuống.
thứ, thì sẽ có một cái bài để đi để các anh chị biết nhìn vô và bản thân biết đó là cái gì. Còn hôm nay mình chỉ cảm nhận được đây là có cái khối eco nằm trong dĩ trái và nó cản cái đường, cản cái đường mà máu từ dĩ xuống thấp, do đó máu nó sẽ bị ứ lại trong dĩ, do đó nó là dĩ trái to. Khi có bất cứ một cái vật lạ nào trong dĩ, bắt buộc các anh chị phải cho ta biết cái thứ dĩ nó bị giãn to hay chưa. Tại vì khi giãn to như vậy á thì nó thay đổi về cấu trúc, nó sẽ kéo theo thay đổi về điện học, do đó sẽ hay rối loạn nhịp nhảy từ lúc đầu lên thôi về cái là ngoại thân cung nhảy, sau cái dây nhập lên trở thành cung nhảy. Và như vậy thì trên theo anh chị các chị phải đọc luôn có rối loạn nhịp tim hay không, đó là cái mà các anh chị sẽ thấy các bác sĩ hay đọc khoảng thu để khỏe hay là có rối loạn nhịp tim dạng cung nhảy gì đó thì mai mốt để có những cái bài đó đi sao để các chị được thắc. Ủa đây đâu phải đọc nhịp tim đâu mà đọc rất là nhịp tim, nhưng mà bắt buộc tại vì khi nhịp tim rối loạn thì nó đây khi kích thước thay đổi nó sẽ làm rất là nhịp tim, mà nhịp tim là rối loạn rồi số sai số của mình trong đo đạc rất là nhiều, quy tắc đo khi có rối loạn nhịp tim nó sẽ khác. Rồi ở dưới này phòng này là gì các chị, sao chị trái có một cái góc tròn mà nãy có rồi động mạch chủ xuống ở đây một khối như thế này các chị thấy. Khi mà mô tả các chị phải mô tả kích thước của cái khối này, cái thứ hai bờ đề hay không, cái thứ ba mật độ này nó đều các chị, các chị thấy nó lỗ chỗ lỗ chỗ chẳng hết, cái tương di động hay là cố định hay là nó gắn cố định vô. Người ta sợ nhất những cái khối endocrine mà nó nằm ngay cửa miệng van hay lá này, tại vì nó sẽ gây hội chứng lắc lộ van ở tư thế ngồi như các chị hay là đứng như tôi, ảnh hưởng cái động lực tích vô ngay van hay lá, máu không xuống được, không lên não được, bệnh nhân có triệu chứng gì ha? Gấp ngã xuống cái đùi, nằm xuống rồi thì cái này nó sẽ bật ra, nó đâu có được quan hệ lá được, máu tới được, bệnh nhân tỉnh dậy. Và đã rất nhiều trường hợp vậy mà người nhà có cái bệnh da đỏ, cái đó bệnh da đỏ không có gì trơn, mà kêu người tới khám nghe nó đó, tới lúc khám nằm xuống rồi thì nghe nó cái gì? Phải cái lúc ngồi thì đứng nó bít lỗ tai thì nghe, cái âm của hẹn van hệ lá, nghe rù của hẹn van hệ lá. Nhưng khi kêu bác sĩ tới lúc nó đang nằm ngã xuống rồi thì cái này bọt ra nó đâu bít đâu mà nó nói nhẹ bình thường, không có nghe gì lạ hết trơn. Đó là một trong những cái lý do mà khi bệnh nhân gấp, cái bắt buộc đầu tiên các anh chị phải cho là siêu tim trên tất cả những cái trường hợp đó. Chị tim đương nhiên rồi, tại vì sợ liên quan rất nặng nhiệm, nhưng còn siêu âm tim là để sợ những cái hội chứng lắc lộ van hay lá mà triệu chứng xảy ra theo tâm thế ảnh hưởng tới trọng lực nằm xuống thì thấy hoàn toàn bình thường. Mà hội chứng lắc lộ van này thì nhiều ha, nên nói rồi những cái nguyên nhân trong này nhiều lắm, u nhạy huyết khối của ung thư vân vân ba chấm. Cái mà nãy đang nói các chị là bắt buộc phải mô tả nó cố định hay nó di động, tại vì nếu nó cố định thì nó bứt ngoài luôn á, còn nếu nó di động nằm xuống nó trôi ra. Bây giờ cũng ở đây các anh chị làm sao phân biệt trên cái hợp đơn thấy cái tâm trung tâm trường khác nhau chỗ nào, những cái mũi tên của họ chỉ vô cái gì cho mình nó sát giữa tâm trung và tâm trường là quan tâm vô cái cấu trúc gì để biết được tâm trung tâm trường là đúng rồi. Và động mạch chủ mở ép sát lên hết vô hai cái tầng hai bên thì van hai lá đóng lại như vậy thì khớp sẽ co bóp tống máu vào chủ. Còn trong trường hợp này hai cái van hai lá mở ra chủ đóng lại như vậy thì tâm trương, và thì tâm trương thì cái lòng thất trái nó sẽ to hơn thì tâm phu. Do đó để nói là các bác sĩ không cần ngó xuống cái đường điện tâm đồ như này, họ ngó ở trên này van đóng thì mở thôi thì biết là thì tâm phu tâm trương rồi. Và nãy các bác nói là ba bước đo như vậy thì đo ngang bao lâu các chị, đây là cái thước đo ngang bao lâu qua ba mạch chủ phải vuông góc với cái thành động mạch chủ và luôn luôn á thường là tầng này xấp xỉ nhau, tầng này không quá 30 mm. Và ứng từ bên đây các chị thấy cái tầng có phải đây qua bên đây là DM, đây là DM, cái tầng chủ này qua đây, tầng nhĩ này sẽ thể hiện qua đây. Và cái cách đo của chủ là các chị nhớ nha, tại vì dỡ sống lên xuống biết lấy không đâu chỗ nào tầm quy định phải đúng như vậy thôi. Cái tầm thấp phải là đo chỗ rộng nhất thấp phải, tiếp theo đó cái tầm chủ là đây, còn tầm nhĩ trái là đo chỗ rộng nhất của nhĩ trái, không phải thích đo chỗ
hẹp hay chỗ đó nó rộng gì là được hết, quy định bắt buộc. Sau sau bên đó các anh chị lại thấy nó còn có cái phòng đo là mở van mạch chủ, hai cái van mạch chủ nó sẽ mở ra, thì lúc đó người ta sẽ đo thêm cái lần thở cũng mở van mạch chủ. Đây mình đang cho cụ thể hơn, cái chỗ trên này nó có phải lấy từ cái chỗ bỏng xuống này, chỗ bỏng xuống này là mạch chủ, còn cái chỉ cái là đo chỗ bồng lên. Ngoài ra cái động mạch chủ khi mà nó mở ra nó sẽ tạo nên cái thần thọ là thần bình khẳng, thì các anh chị sẽ đo cái thần thọ chẳng trước của thần thọ này để nó độ mở van mạch chủ. Trong giới học này thần mạch chủ nó mở ngược, cái họ này nó không ơn sát cái thần đâu mà nó chí lý cho mày nè, nó chỉ chí lý mà nhỏ hơn mà thôi. Các anh chị phải đo cái đường kính chiều cao cái họ này để biết hẹp van mạch chủ mức độ là bao nhiêu, còn bình thường nó mở ra ép sát vô cái thần của thần mạch chủ đó. Cách đo là nhắc lại như thế này là rồi. Rồi bây giờ các anh chị là thấy cái thước để mà đâu ạ? Ngang qua bên hai lá. Và ngang qua bên hai lá thì các anh chị sẽ thấy đây, lá trước qua hai lá thành quen một, lá sau qua hai lá nó ngược lại, cái này bung lên thì cái này bung xuống, rồi cái này bung lên cái này cũng bung xuống, lá trước và lá sau cái đóng mở ngược chiều nhau, đóng mở ngược chiều và nó sẽ có lá trước nó dài hơn nên các anh chị thấy biên độ nó rõ hơn là cái lá sau. Và M là của Mikan là hai lá. Giờ đó nhìn vô mà thấy cái hình của M là biết đang để cây thước ngang qua cùng quanh hai lá. Những cái thông số để mà đo cho quanh hai lá này thì mai mốt trong cái bài bệnh quanh hai lá của Thanh Thu sẽ nhắc lại với các anh chị. Bây giờ để cây thước thế nào thôi? Ba hai lá nằm đây để sau ba hai lá, nhưng mà có chuẩn chưa, không vuông góc với trung thấp rồi giờ đó số đo nó sẽ sai. Nhưng mà các chị nhìn tương ứng này, thấp phải qua vùng này, thấp lên thấp, thấp lên thấp, rồi lòng thấp trái đây thì ứng lòng thấp trái đây, thành sau thấp trái và thành sau thấp trái đây. Các chị luôn luôn lưu ý là đại ta nói rồi, thấp trái là bung đóng bung đóng. Như vậy thì đây các anh chị sẽ nhìn vô đây để biết đây là thì gì. Bắt lên thấp bung và thành sau bung, như vậy đây là thì gì, tông cung hay tông trương? Tông trương. Và như vậy cái vùng này là vùng tông cung. Thì khi mà đo mà mốt đến cái bài đo thấp trái thì thầy Tuấn Anh cũng sẽ nhắc lại cái cách đo của thấp trái. Các chị lưu ý dùm ha, muốn đánh giá thấp lớn hay nhỏ là dựa trên thì tông trương, muốn biết thấp giãn thấp hay không là dựa trên thì tông trương, thấp dày hay không cũng dựa trên thì tông trương. Đừng bao giờ quan tâm tới số đo tông cung. Người ta bắt các chị học nhiều số đo lắm, nhưng mà thật ra mấy số đo thì tâm phun đừng xài tới, khỏi cần nhớ, để máy nó tính. Mình chỉ cần một số đo thì tâm trương, đánh giá dạng thấp, đánh giá dày thấp, khả năng hướng thì tâm trương. Vậy vậy thì tâm, các chị thấy đây ép vô như đây thì tâm phun, thì đo thì tâm trương là đo cái nào? Ngay chân dốc, ngay cái chân dốc là mình đo thì tâm trương, đo cái thấp lên thấp thì tâm trương, đo lòng thấp trái thì tâm trương, và đo thành sao thấp trái thì tâm trương. Sau đó cái động tác tiếp theo là đo thì tâm thu, nhưng để có một cái bậc nữa máy nó sẽ tính ra cho mình các chức năng của thấp trái. Bình thường nhìn vô đây bắt đi thấp và thành sao thấp trái phải sắp xỉ nhau, kích thước phải sắp xỉ nhau, nó vô mà cái này nó dày lên gấp đôi gấp ba so với thành sao thì biết hoặc cái này nó dày bất thường hoặc cái thành sao này mỏng bất thường. Mỏng bất thường trong trường hợp nào để các chị? Nó đâu có được nuôi đâu, thành ra nó không nhanh. Còn dây lên bất thường là gặp trong trường hợp nào? Bệnh gì là cái dây lên cái bất cơ? Tăng huyết áp. Do đó, khi mà ngó hai cái đó thì thấp vào tầng sau mà không sắp xỉ nhau thì các chị con không sắp xỉ lại cho tại cái này dày lên hay tại cái này mỏng xuống. Và các bác sĩ ở trên người ta là không cần đo, nhìn quen là nhìn vô biết ăn cái này vừa mấy vậy. Bác sĩ hiểu cho là rất xuất sắc về cái này, nhìn vô nó đẹp 8 ly, nhìn vô nó đẹp 9 ly, nhìn vô là nó đẹp ở F bằng 2. Thế là sao các chị cũng pro như vậy đó. Đó là không thể sai số khỏi đâu, nhưng mà nhìn vô là biết nó đau lắm như vậy. Đó, đây là thì tâm khu vô để các chị đo ngay chân dốc nha, chứ phải đo giữa thì tâm trương nha. Muốn lấy là đo cuối thì tâm trương, tức là ngay cái chân dốc lên, đo cuối thì tâm trương. Như vậy thì bây giờ mình sẽ tổng hợp lại là cái mặt cắt giọt tỉnh ức. Cái bước số 1
đo ngang qua gì ha, tỉnh danh lại, ngang qua mặt chủ, phải buông góc cái thành mặt chủ và phải đi ngang qua cái bàn mặt chủ mới thấy được cái hình họ của mình thành thể. Và đây bước thứ nhất, ngang qua bàn mặt chủ thấy được cái hình họ của mặt chủ, đây là lúc bàn mặt chủ mở. Như vậy thì tới cái này lát cái con ngang này nè là bàn mặt chủ đang sao không đâu. Bước số 2, các chị đo ngang qua bàn thầy lá, bàn thầy lá đây và nó thể hiện xuống đây, lá trước lá sau hai cái kia em mò ngược chiều nhau và đây là lúc bàn thầy lá đang đóng hay mở nè các anh chị, đang mở mở ngược chiều và như vậy thì lúc này đang đóng lại, a em là lá trước, b em lá sau đóng lại tạo thành đường dẫn sóng. Ngày xưa người ta nhìn vô này hai cái lá này mà nó không thành một sợi duy nhất mà nó thành hai đường song song thì ta nói ở bây giờ không những cái đó chuẩn nên nữa, chỉ còn thả màu nữa, nên màu vô ở là không là biết liền, ở là máu nó sẽ xẹt qua rồi, chứ còn cái này là do cái kỹ thuật làm nó sẽ thấy đóng thành một đường như hai ba đường gì nhiều do sai về kỹ thuật. Do đó có những anh chị mà tích lũy cái đề thi của 10-20 năm trước á, những cái đề thi rất là xưa, các anh chị tích lũy lại học tôi thấy vô cùng cực khổ, tôi phải tập trung bây giờ á, tại vì những cái tiêu chí đó bây giờ không xài. Sau này các chị thấy những cái tiêu chuẩn siêu âm mới rất là nhiều, những cái anh chị tích lũy không xài nữa mà học thi cho nó khổ rồi mà đề thi cũng không cho ra những cái đó. Cái bước số 3, bây giờ đem đo ngang qua sau qua thầy lá, nhưng mà lưu ý nha, cái này nó bị sai rồi, nó không có vuông góc đến tiệm tóc, mà khi ta sao ngang qua hai lá là biết để đo lòng thấp trái, thì lúc nãy anh chị chỉ thấy lòng thấp thôi, nhìn mà thấy có hai cái chim mò là biết đang ngang qua hai lá, nhìn mà thấy cái hình hộp là biết ngang qua là mặt chủ. Do đó mai mốt nếu mà người ta cắt bỏ cái phần này đi, không cho thấy cái hình hai bên này, xin lỗi, chỉ đưa cái hình cắt từng đoạn này thôi thì các anh chị biết là đang để đầu dò ngang vùng nào của tim được ha. Rồi sau đó thì mình xoay như thế nào để lấy tới mặt cắt ngang đây, mặt cắt nhập định lúc này nè, và các anh chị xoay sao để đang nhắc còn để lấy được mặt cắt ngang chính vì lỗ, quay về hướng 1 giờ, 3 tầng đo, 3 tầng đo, tức là chiếu nghiêng xuống, chiếu xuống bụng, đứng đứng đầu dò lên chiếu xíu, ngang qua hai lá, và đứng đầu dò lên nữa, thì ngang qua là mặt chủ, đứng đầu dò không, tức là giống như thế này, nó đang để lên thành đường, nghiêng hết xuống dưới cái thành đường của bệnh nhân, để lấy xuống cái bụng, đứng lên từ từ hai lá, và đứng lên nữa thì để lấy qua mặt chủ, tức là kẹt sát xuống hay không, để biết ra 3 tầng, đây là cái hướng dẫn. Cắt ngang để các chị thấy cắt ngang bước thứ nhất cao trên này là cắt ngang cái vùng gì rồi, cái màu đỏ này, cắt ngang qua mặt chủ thấp thấp xuống đi, cắt ngang qua mặt chủ hình số 3, các anh chị sẽ thấy đặc trưng cái ba mặt chủ màu tròn giữa và bao nguyên cái vòng tròn xung quanh, thì ba mặt chủ tròn giữa nó có hình chữ Y này, ba lá ba mặt chủ bây giờ mới thấy được ở đây, một lá hai lá và ba lá, ba lá ba mặt chủ. Do đó khi hỏi mặt cắt vàng để khảo sát ba là mặt chủ, hai lá, ba lá, bốn lá, năm lá gì mà tất cả nó cắt được thì vẫn sinh ba mặt chủ là mặt cắt này ngang cạnh ức mà ở ngang tầm của lòng mặt chủ. Ở đây các anh chị thấy có nguyên cái vòng tròn bao quanh, dưới này nhĩ phải, nhĩ trái, nhĩ phải, như vậy hai nhĩ này nó cắt nhau bởi cái gờ gì đây các anh chị, bắp liên nhĩ, đây cũng là mặt cắt khảo sát thông liên nhĩ. Từ nhĩ này nó lên đây văn ra ba lá, vòng qua bên thấp phải, như vậy xuống đây cái van gì để từ thấp phải mà bơm máu xuống đây văn là phổi và bơm máu xuống hai nhánh là mặt phổi. Do đó là sao, nhìn vô cái hình vậy thôi, nó là mặt cắt nào, lấy ở chỗ nào, các chị phải trả lời được. Và đây là cái mặt cắt để khảo sát nhiều bệnh tim bẩm sinh nhất. Thứ nhất thấy được cái này không đi nhảy, thứ hai thấy được gì tầm bẩm sinh văn ba lá, thứ ba thấy được thông nguyên thấp, thứ tư thấy hẹp van mặt phổi bẩm sinh, thứ năm thấy hẹp các nhánh động mạch phổi bẩm sinh, thứ sáu thấy được còn ống động mạch từ ngoài ở vùng mặt phổi. Sáu bệnh tim bẩm sinh sẽ được thấy được trên mặt cắt ngang cạnh ức. Do đó, nhưng mà đây là cũng là cái mặt cắt rất khó thấy được trên lâm sàng. Vì thế đi, làm sao các anh chị giờ giờ phải thấy được mặt cắt này? Tại vì sáu bệnh tim bẩm sinh đều có trên cái mặt cắt ngang cạnh ức hết. Không có cái mặt cắt nào mà khảo sát được nhiều bệnh tim bẩm sinh như mặt cắt này đâu, do đó cực kỳ quan trọng. Cái bước số 3 là lấy
9 giờ tới 12 giờ ở cái góc tư nè là cái vùng hay bị móp nhất, nó bị điện giảm động hay vô động và do đó nó hay bị móp. Cái góc 9 đến 12 giờ và mai mốt thì thầy chúng ta sẽ nói thấy cái vùng nào có sự vận động là biết nhắn là phần nào chưa cần chụp đi xem. Nhìn thế này, ở cái vùng này nó không co bớt nổi, cái vùng này không co bớt nổi là biết nhắn là phần nào bị rồi. Hoặc là khi bạn cầm cái tờ siêu âm tim lên, cái cầm cái tờ chỉ định siêu âm tim lên, các anh chị thấy ở đây là nhồi máu cơ tim dưới, rồi là mình tập trung mình phải đọc bất thường ở chỗ nào trên đây. Rồi nhồi máu cơ tim phần trước là cái biết tìm chỗ nào bất thường, vùng nào bất thường của nhánh động mạch phần nào. Thì ở đó sẽ có một cái bài nữa. Ở đây là để nhắc lại các mặt cắt cho các anh chị thôi. Thường đó là người ta sẽ lấy bước số 1 là từ mỏm trước, rồi lên từ từ lên van hai lá, rồi sau đó mới lên từ từ lên cái vùng cao lên nhỉ. Và đây là hai cái cột cơ, các chị thấy cắt thấp nhất cắt cuối với mỏm, hai cột cơ 4 giờ 7 giờ đây là đầu phân trái. Và các chị nhớ là cái này nó phải vòng qua theo mình này, nếu làm theo PC nó mặt vòng ngược trở lại là biết gì hồi nãy nói rồi. Dạ, do đó khi mà đi quý vị hỏi ngoài những chỉ điểm của tăng áp phổi, các anh chị cứ lo mấy cái gì mà phổi phổi mà thấy đơn giản nhất là nó sẽ làm tăng áp cơ phải, nó đẩy cho nó truyền thấp vào từ rồi có gì bất thường cũng nghe cũng mặt cắt ngang cũng nghe qua một cột cơ nhưng có gì bất thường thấy các chị bất thường đâu ạ? Đây bung ra phần bắt thấp, nó coi từ đây tới đây nó sẽ tròn đều cúc chiêu đưa giống như đây tròn đều cúc chiêu đi, bung ra phần bắt thấp trên siêu âm các chị sẽ thấy được. Rồi đây hai cái cột cơ mà đấy đang nói các chị đây nè, cột cơ sau giữa trước bên còn thấp trái luôn luôn phải tròn đều úp dòng qua cái đó là của thấp phải. Rồi đây em ba tay lá, một cái lá trước và cái lá sau, các chị hình dung giống như hai cái môi ấy. Hai môi đóng mở hay giống như cái miệng cao đóng mở, và người ta nói diện tích lỗ van hai lá là cho nó mở hết á, thì các chị sẽ ké bên đó coi vòng vòng đây bên cái diện tích lỗ van hai lá là bao nhiêu để biết có hẹp hay không. Do đó khi người ta kêu là liệt kê những mặt cắt nào để khảo sát hẹp van hai lá là mặt cắt này, phải để cái miệng cá nó mở ra hết á, mình đo mình mới biết nó có hẹp hay là không. Đây một lần nữa họ minh họa cho các chị ba lá ba mặt chủ nó tạo nên hình chữ diamet hay giống như logo sen vậy ha, sen hơn gì như là nó sạch sen quá. Đây là cái phổi xuống nó sẽ chia hai nhánh động mạch phổi, và ở dưới này nè khi có phổi động mạch là các chị thấy màu nó sẽ từ dưới này lên vô nó động mạch phổi. Bây giờ các chị sẽ thấy cũng mặt cắt ngang đó, động mạch chủ ở giữa thì phía bên đây là van ba lá, phía bên đây van là mặt phổi. Các chị thấy cây thước họ đang để trên van ba lá và bây giờ để đất lơ vô thì các chị sẽ thấy đây một cây thước đo van ba lá và một cây thước đo van mặt phổi. Thì bây giờ với cái hình như vậy làm sao biết cái nào phổ nào của van ba lá, phổ số 1 hay phổ trên hay phổ dưới là của van ba lá? Và bà lá thì các chị hình dung ra từ nhảy máu nó đẩy về thấp đi về hướng đầu giò và do đó cái phổ nó sẽ dương, và như vậy thì đây là bà ba lá. Như vậy thì hai lá là chữ M, ba lá cũng sẽ là hình chữ M, do đó để chúng ta nhận diện vô. Còn phổ phổi là đây cái thước đang đo qua phổi, dòng máu từ thấp phải đi mơ xuống phổi đi xuống tay xa với đầu giò và chiều xuống, do đó nó sẽ phổ để mai mốt khi mà họ đưa vô họ giấu hết vào này luôn rồi nhìn vô định danh phổ của cái gì là phải biết luôn. Đây các anh chị sẽ thấy van động mạch phổi, van động mạch phổi phía bên đây chủ ở giữa nhĩ bên đây và van lá bên động mạch phổi bên, và khi mà người ta để đây này để cây thước đo cửa sổ đo ngay van động mạch phổi thì cái dòng máu nó đi xuống, do đó cái phổ nó đi xuống. Và các anh chị sẽ nghe cái phổ là nó luôn luôn là có hình ngón tay, bị ngón tay cụ đồng, ngón tay chút nhỏ, mấy cái các cô muốn các ngón tay kiểu gì cắt á thì đây nó sẽ chạy. Nhưng mà các anh chị sẽ thấy mấy ngón tay cô có đo
VDI là các anh chị sẽ kéo hệ thức đó chu vi của cái cổ, thì trong tính một số bệnh lý nó sẽ có cái bài đi. Bây giờ từ mổ, từ tư thế bệnh nhân bây giờ khác ha, mặt các cạnh lúc là luôn luôn đứng cái lưng luôn đó mặt giường sang mổ, các anh chị sẽ kéo bệnh nhân nữa là chút xíu 45 độ so với mặt giường. Bệnh nhân cần hai cái ngửa hẳn ra luôn, là mặt ngửa ra luôn là các anh chị khỏi thấy được luôn, cho ngửa nghiêng 45 độ so với mặt giường, hơi nghiêng lên thôi. Và các mắt cơ, các mắt cơ bây giờ các anh chị thấy là để chấm này hướng về 1 giờ nha. Rồi cái đầu giò chiếu về đâu, đầu giò chiếu về đâu bên bên phải, đầu giò chiếu vào trong xương ức, thì đây để đầu giò chiếu vào xương ức là để có thấy mặt cắt đại mỏm. Và đây là bốn mồm đại mỏm, một nhánh gì vô, hai nhánh gì vô, ba nhánh gì vô mà nãy đang nói cho chị đây, đổ vô vị trái tĩnh mạch phổi thì đây nè, thông bên phải nè, nhánh tĩnh mạch phổi đổ vô, tĩnh mạch phổi đổ vô. Ở phía bên đây á thì các anh chị sẽ thấy, và từ đây nó bên phải ra một nhánh, hai nhánh, ba nhánh tĩnh mạch phổi nó đổ vô. Những vị trí để đo như vậy thì đây là đo gì các anh chị? Để trên cửa sổ đất lên vô đo chỗ nào? Bàn tay đá, bàn tay đá và đo tĩnh mạch phổi. Thì các anh chị lên đất lên đây là ghét là tới là đo cái cửa sổ đo. Thì chỉ còn các anh chị mà xịt lên tí xíu, xịt lên tí xíu, hình ảnh các phổi nó đã khác nhau rồi. Do đó sẽ để đúng chỗ. Mai mốt xuống trải các anh chị sẽ để thử. Để cửa sổ ngay đây, ngay ba, dưới ba, trên ba tí là để thấy các phổi nó khác nhau như thế nào. Do đó kết quả sẽ sai rất nhiều đồng nghiệp rỡ lên cho nên rất là cái bạn trung trương rồi nhỏ hoa rồi luôn hết, tại vì các vị trí để cửa sổ sai. Do đó trước khi nói cửa sổ đo, lần nữa các chị nói là họ để cái két cửa sổ đo đúng chỗ hay không, trước khi họ kết luận là bệnh nhân bệnh lý. Do đó trong cái tuần này tới là hôm kia thì trên mạng có hẳn một cái bài luôn, siêu âm tim, những cái loại, những cái hại và những cái điều cực xấu của nó. Thì trong đó đó là người ta phỏng vấn cho ông trùm về siêu âm tim và cái bơm ở trong cái bộ đĩa này, chị sẽ nha, có quan nguyên cái bộ đĩa của ông phải cho chị đặt mua. Ông nói hẳn là bây giờ ông thống kê là cái một ngày quá nhiều người được làm siêu âm tim, nhưng mà những cái kết luận nó làm cho thấy lo, những cái đáng cần nêu lên thì không nói, mà những cái đừng nêu ra làm bệnh nhân quan mang thì cứ được đưa vô. Do đó nhớ cái gì cũng có hai mặt, mà đã nguyên quan tâm quan trọng rất nhiều tới cái phần này. Cái slide đầu tiên đó là cái kỹ thuật của người đo, đo sai cái là mình tán kết luận sai hết rồi. Đây cũng bốn mồm đại mỏm, và như vậy bây giờ các chị nhìn được ra hai mỏm này họ đang để cái hướng vậy. Bây giờ cái trên và dưới cái nào của cổ hay đây, cái nào họ đang đổ cổ hay đây, cổ trên hay cổ dưới? Để các anh chị biết làm sao họ biết hẹp van hay lá nặng nhẹ dựa vô số đo của cái phổi.
tính vòng 32 lá là đo mặt cách này. Tại vì họ sẽ mặt mặt cách nào, và nãy là chị sẽ chọn cảnh nước cũng đo được vậy. Nhưng mà họ cũng đo được, người ta thường sẽ lấy hai cái để mà cậu ấy kiểm soát. Đây đo được tính vòng 32 lá. Giờ bắt phương đi đây. Adenosine. Và đây là cái bộ ở hai lá. Máu từ thất xuống nhỉ để đi tới đây. Mạnh quá đi, nó cuộn tròn lên luôn. Đó là bộ ở hai lá. Bất thường gì nữa. Cũng ở mặt cắt mỏng. Chỗ này đây là gì các chị? Hai nguồn nhỉ. Nguồn thất đã tới đây, nguồn thất đã tới đây thôi. Tự nhiên tới đây có gì nào? Dòng máu sẽ chạy ra đây, cái này bung ra, bung ra nguyên cái khoảng trống thì bung ra ngoài này luôn. Dạ đúng rồi, có tim đó, có tim. Thì cái này đó là phình bất thấp. Phình ở đây là phình bất thấp. Và như vậy thì giữa cái phình đó với cái phình này cũng là cái phình. Nhưng mà nó có gì khác nhau? Một cái sẽ được gọi là phình giả, và một cái gọi là phình thực. Thế nào là phình giả? Tức là giáp với cái tim bệnh ngang, các anh chị sẽ thấy đây một cái tĩnh mạch.
tĩnh mạch dưới nó sẽ thở ra, hít vô hay thở ra, cái nào tĩnh mạch dưới nó sẽ thở. Khi mình hít vô, giống như các anh chị để cái ống hút vô đầu cái chai thì các chị hút lên thì máu nó sẽ trở lên đây và cái chai nó sẽ cạn. Thì đấy vậy, khi các chị hít vô kéo hết máu về bên phải, do đó cái tĩnh mạch này sẽ xẹp, thở ra máu nó ứ lại ngoài, cho nên tĩnh mạch nó sẽ to. Và cái hít vô thở ra sai số đo đạc đây để người ta biết à có suy dinh dưỡng hay không, hay có giảm thể tích tuần hoàn hay không, hay là có ứ dịch tăng thể tích tuần hoàn hay không, thì chỉ cái đó là thì nam sẽ nói tới đây. Hình bây giờ đây nhìn đây, để các anh chị thấy tĩnh mạch trụ nó đang nở rộng vậy, thế là biết bệnh nhân đang thở ra. Họ sẽ là người sắp hít sâu lên coi coi nó có xẹp hết được xuống không, xẹp được xuống hết chứng tỏ cái dây dinh dưỡng rồi đó, chứng tỏ là dinh dưỡng tốt. Sau đó các anh chị sẽ xoay đầu dò đứng lên mua góc bên đây để làm cái mặt cắt trục nha. Đó, xoay đầu dò ra ra cũng mặt cắt ngang và tại họ lý sườn luôn. Thì các anh chị sẽ thấy những hình ảnh này, nhưng mà thường là cũng chủ ở đây rồi cũng một vòng qua phía đây là phổi cho nên tới mặt cắt nào. Ở mặt cắt này các anh chị lưu ý nha, cái gối như nè, kê gối dưới vai chứ không có kê trên đầu. Tuyệt đối lúc này cho bệnh nhân ngồi dậy để cái gối ngay dưới cái vai, đã nâng cái bụng khảo sát là cái bụng hõm ngực lên cao, cái đầu ngửa ra hết mức, chứ còn không có cái đầu dò cái gì phải ép sát vô vị trí cái càng của bệnh nhân, ép sát cái đầu dò vô trong cái càng của bệnh nhân. Mà nếu vậy thì cái này mà nó không đích rất khó làm, tại vì cái đầu nó ngắn đó, ở người lớn của mình phải cho ngửa hết mức, nằm ngửa hết mức mới thấy được. Và các chị thấy hình dung cái đầu dò cái bắt cơ cũng chiếu về lỗ tai bên trái cắt xuống, thì các chị sẽ thấy quai mạch chủ, nguyên cái quai mạch chủ đây, những cái nhánh của đầu mạch chủ thì nó ra đủ các nhánh của đầu mạch chủ đây, đầu mạch chủ xuống đó, đó đây là cái mặt cắt để khảo sát quai đầu mạch chủ và các nhánh, những cái nhánh vô thì sẽ thấy được là hết cạnh trái những cái đoạn trái. Và đây là mặt cắt vàng để xem còn ống động mạch, còn ống động mạch. Ống động mạch là các anh chị sẽ thấy sao chỗ phát nguyên động mạch dưới đầu trái thì nó sẽ có cái ống nối giữa trụ và phổi, thì sẽ có dòng màu sực sực ở đây. Đây cũng là mặt cắt vàng để khảo sát hẹp eo động mạch chủ. Sau khi phát nguyên động mạch dưới đầu trái, động mạch chủ nó hơi thắt một chút xíu, giống như ai cũng có cái eo thì động mạch chủ sao chỗ phát nguyên động mạch dưới đầu trái nó cũng hơi eo vô, nhưng bây giờ cái eo nó đã hẹp hẹp sát vô luôn nên ra bệnh lý là mấy áo. Do đó các anh chị nói là eo động mạch chủ vẫn rớt, tại vì anh cũng có cái eo mạch chủ, nên giờ cái bệnh đó nó đúng là hẹp eo động mạch chủ. Thì lúc đó dưới chỗ này nó thắt vô dữ dội đó, máu bơm bơm qua chỗ này thì sẽ thấy có cái axi. Cũng trên cái mặt cắt này người ta sẽ có một cái thông số đo đạc để đánh giá mức độ ở ba mạch chủ. Thì các anh chị biết á, tức là ba mạch chủ từ ở dưới tim mà nó trào ngược lên, nó ở ba mạch chủ quá nó trào ngược lên, thì ta sẽ có cái bộ này là một trong cái bài bệnh ba mạch chủ cô luôn sẽ nhắc, đó là đo thông số Edmin ở mặt cắt trên động mạch. Sau đó các anh chị hình dung nó là trục nhập vậy, xoay ra vậy để thành trục ngang, xoay đầu dò. Và khi trục ngang thì các anh chị bây giờ sẽ thấy ba tầng, tầng 1 chủ, tầng 2 động mạch phổi, tầng 3 nhĩ trái. Ít khi nào dùng tới cái mặt cắt này, nhưng mà khi đi vẫn có hỏi. Không biết là lớp trưởng đã chuyển cho các anh chị cái file về bài thi chưa? Ủa ngày mới đây chị chuyển hết liền rồi mà. Thì trong cái file đó là làm sao tính checklist, đó là tất cả những cái mặt cắt đó các anh chị mới làm được hết à. Tại vì điểm nó sẽ tính được cái thang điểm trong đó là có đưa hết luôn cho các anh chị mà. Đây là một thống kê lại những cái mặt cắt. Các anh chị sẽ thấy một đám rối này bắt đầu dài từ coi từng bước. Tức là để đây, rồi để đây, rồi để đây, rồi để đây. Mỗi cái sẽ thấy những cái hình gì á. Nãy giờ đi mình nói rồi, mỗi mặt cắt có mấy chục, rồi mỗi chục có mấy cái mức đo, và nên nó ra nhiều cái hình á. Thì đây là cái hình để các anh chị tổng môn. Tức là nhìn vô cái hình vô trong đầu mình sẽ thấy cái gì, rồi con coi phải đúng hay không, những cái vị trí đo ra sao. Thì đây là lấy từ cái tài liệu mới kiến nhất là chưa xuất bản năm nay, nó dự định xuất bản năm sau, bây giờ trên mạng có trước mấy trước cho các anh chị. Ở đây cũng vậy, các anh chị thấy cái vùng xanh lá cây màu đỏ màu vàng màu vân đó là những cái vùng từ từng nhánh mạch cầu chi phối, thấy cái vùng nào ở đó cái màu vàng này nó được con bất là biết nhánh mạch mình. Và cũng
quanh em ra. Thì tùy cái hình bên đây mà mình chỉnh đoạn trên, đoạn giữa, đoạn dưới, đó là chỉnh em một. Do đó khi mà ngồi vô máy mình cầm đầu dầu thì ngó liền coi cái em nó đang để đúng vị trí hay không. Thường á là sẽ để theo một đường thẳng, còn bây giờ đang chỉnh này tức là quá nhiều em ở phía trên, dưới này không có em là đi dưới này có thui, nhìn vô các chị tưởng là bệnh nhân mình bị đạt khí chẳng dịch gì đó. Cái ưu điểm siêu âm á thì cũng phải nói tới các anh chị là đào ngoài không có hại, không có hại cho mình mà muốn những hại bệnh nhân thì tốn tiền tốn thời gian thôi. Nhưng mà cái quan trọng á là nếu mà người nào ốm quá các anh chị đừng chọn làm như tại vì để lên xương nó cản hết rồi, dáng người nhỏ quá để lên xương cản hết khó thấy lắm. Hoặc là những người có các bệnh lý ở phổi thì các anh chị đầu tiên mới vô thực tập cũng đừng chọn những cái ca đó, khi thi cũng đừng chọn. Hồi nãy là có nói tới cái vấn đề mà ở đây là lạm dụng siêu âm á, thì bây giờ ta cũng đang đề cập tới rất nhiều. Do đó nó sẽ có những cái chỉ định trong khi nào là siêu âm mà phải tăng bé